Máy móc Minh Chí xin chào tất cả anh em nhé. Ngày hôm nay thì bên mình xin phép được giới thiệu cho anh em móc lốp thương hiệu của Hotsman, là một trong những cái sản phẩm công nghệ của Mỹ rất là đẹp và rất là chất lượng, được làm từ inox anh em ạ. Anh em nhìn thấy không? Đây là cái móc lốp mới về Hotsman anh em nhé. Anh em nhìn này, hàng bóng loáng chất lượng luôn. Càng ngày thì cái móc lốp thì họ càng làm chất lượng. Móc lốp này thì tôi đánh giá là nó dài khoảng tầm 25 phân anh em ạ. Khoảng tầm 25 phân nhá. Hàng bóng loáng luôn. Cực chất luôn anh em. Thương hiệu của Hotman thì mới làm thị trường ở Việt Nam, thành ra giá cực kỳ rẻ luôn. Và nếu như anh em nào chúng ta có nhu cầu quan tâm đến các cái bộ móc lốp này thì anh em hoàn toàn có thể nhấc máy lên và alo cho bên mình là máy móc Minh Chí để đặt hàng cũng như là trải nghiệm cái mẫu sản phẩm móc lốp 25 phân thương hiệu Hotman USA. Đây. Anh em có thể nhìn thấy Hotman USA đây. Hàng rất là đẹp và rất là chất lượng nha anh em nhé. Rồi, thì mẫu sản phẩm này bên máy móc Minh Chí đang phân phối. Và nếu như anh em nào chúng ta có nhu cầu đặt mua cái mẫu sản phẩm này, móc lốp thương hiệu Hotman, sản phẩm inox rất là đẹp và rất là chất lượng, bóng loáng luôn anh em. Càng ngày thì tôi càng đánh giá là các cái loại móc lốp ở trên thị trường càng ngày càng chất lượng và càng uy tín. Thì nếu anh em nào mà có nhu cầu đặt mua cái mẫu sản phẩm này thì liên hệ ngay với cả bên máy móc Minh Chí nhá. Mẫu sản phẩm này ấy, thì bên máy móc Minh Chí đang phân phối toàn quốc. Và nếu như anh em nào chúng ta có nhu cầu đặt hàng, anh em có thể là inbox qua cho bên mình qua fanpage là máy móc Minh Chí ở đây trên Facebook, hoặc là có thể ép Zalo của bên mình 0915498666, 0978390231, hoặc là 0986734894. Website của bên mình là máy móc minh trí.com, Shopee, Sendor, Lazada cũng là máy móc Minh Chí anh em nhé. Để đặt mua cái mẫu sản phẩm móc lốp Hotsman công nghệ của Mỹ này thì anh em chỉ cần ép Zalo của bên mình thôi để đặt hàng. Thì mẫu sản phẩm này bên mình ship hàng toàn quốc, xem hàng, kiểm tra hàng rồi mới thanh toán tiền, tránh tình trạng là anh em mất lòng tin khi mua hàng online. Đến nơi bên mình ship hàng đến tận nhà cho anh em, xem hàng, kiểm tra hàng, thử hàng. Nếu mà đúng như trong quảng cáo thì anh em nhận hàng, còn nếu như không đúng như trong quảng cáo, anh em hoàn toàn có thể trả lại cho bên mình nhé anh em nhé, không mất một chút chi phí nào. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video và hẹn gặp lại anh em trong những video giới thiệu sản phẩm tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.